Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký với lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Có hàng mẫu của dung khí giả, bạch xà, cấp truyền thuyết, cấp uy hiếp không? Chỉ là một đồng lưu thủ đáng thương. Thôi Động Hải, tuyệt thế đỉnh phong, cấp uy hiếp 1, nhục thể mạnh, chí lực thấp. Quốc vận, thần thoại, cấp uy hiếp 3. Gia hỏa tính tình kiêu ngạo, xem thường người phàm, phải đánh nhiều vào. Phu tử, truyền thuyết, cấp uy hiếp 3. Đồng đội rất mạnh, nhưng mà đáng tiếc không quan tâm. Tư Mã Thiến, tuyệt thế, cấp uy hiếp, trừ 5. Phóng viên chạy nhanh nhất, đề nghị bắt nấy đánh một trận. Thao Thiết, truyền thuyết, cấp uy hiếp 1. Sống chính là để ăn uống nằm ngủ, cái gì mà nhân tình thế thái, ta ra ngoài chính là ăn ăn ăn. Hình Thiên, thần thoại, cấp uy hiếp 2, yêu vô hạn. Não Nico, cấp truyền thuyết, cấp uy hiếp 1, xin chào mọi người, ta là Cho. Thiên Tứ Đạo Sĩ, cấp chưa rõ, hàng mẫu 0, cấp uy hiếp chưa rõ. Tâm, ngoài quy cách, hàng mẫu, cơ thể của ta chính là hàng mẫu, cấp uy hiếp 0, tự mình đánh giá. Tùy tiện viết vài chữ, đó là duy ngã độc tôn ở trên khắp thiên hạ. Nhưng mà tự mình đánh giá như vậy hình như nào bị người khác xem ngang lưng, chém ngang lưng. Thế thì viết nghiêm túc, ta sinh ra lạ mạnh nhất ở trên thế gian này, ta muốn tìm thấy ý nghĩa bản thân, tồn tại cho nên ta phải làm như kia. Ây à, không được. Quá nhiều, không thể nào viết tiếp được nữa. Ta bắt được một phần hàng mẫu của cổ thần. Sương mù đen do vô số côn trùng tạo thành. Trong đó có một vài côn trùng là thủ lĩnh của nhóm côn trùng. Ở trên này còn có côn trùng cấp cao hơn. Có lẽ là có tồn tại cao nhất tương tự như là trùng vương, khống chế hành động của tộc quần. Nghĩa nào chúng ta đối phó là trùng tộc hay sao? Cũng gần như vậy. Hắn sống vạn năm nay đã không còn là quái vật cự tượng hóa nữa. Xem ra ta đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của hắn. Cấp uy hiếp hoàn thành đánh giá. Trong kho hàng mẫu liêm phong, cổ thần chưa rõ, cấp uy hiếp 10. Chúng ta đều là côn trùng. Tây thuộc hủy diệt, cổ trùng không còn ai khống chế, bắt đầu sinh sản sinh tồn ở trong hoang dã. Nó biến thành một tộc quần. Diễn hóa thêm mấy trăm năm, nó triệt để trở thành một phần của giới tự nhiên. Ý ngươi nói, cho dù là hiện đại, cũng không thể nào đem ruồi nhặng triệt để loại bỏ ra ngoài ở trên xích sinh vật. Tên này phải giết thế nào đây? Không biết, không ai triệt để giết chết hắn được. Trên một ý nghĩa nào đó cũng xem như là vĩnh sinh. Hơn nữa, nó ở giới tự nhiên, không có kẻ thù thiên nhiên. Một khi mặc kệ để cho nó phát triển diễn hóa, thế giới sớm muộn gì cũng sẽ bị côn trùng làm cho chìm ngập. Khó xử lý, loại này cho dù là bản thể của ta ra sân cũng không thể nào triệt để tiêu diệt. Tây Thục sớm đã bị hủy diệt, nhưng mà ta cảm thấy cổ thuật mà bọn họ dùng thuần hóa đám quái vật này không thể nào không giữ lại đường sau. Ta cần càng nhiều tài liệu về Tây Thục hơn, để từ trong đó tìm thấy phương pháp tiêu diệt nó. Kiến thức mới là sức mạnh, tiếp tục đi về phía trước. Cập nhật tiến độ của nhiệm vụ, trừ khử tứ hại, tìm thấy phương tiêu diệt cổ thần. Não đại, dựng cái gì vậy? Nơi này nhìn có vẻ không được cắt lợi, hay là chúng ta quay về đi, khu vực phía trước mặt, sau này tìm kiếm tiếp được hay không? Tư Mã Thiến, ngươi câm mồm, ngươi phiền phức thật đấy. Trong thành lại có tình báo của Tây Thục cổ quốc hay sao? Hay là một cái bẫy? Cho dù như thế nào, tiếp tục tiến về phía trước. Chúng ta vào thành. Lệnh pháo hoa là tín hiệu liên lạc của đội ngũ trinh sát. Nghĩa nào là ẩn nương bọn họ. Chúng ta quay về đón bọn họ, sau đó dẹp đường hồi phủ. Nghĩ cái gì vậy? Người chạy nhanh nhất, đưa người đến đấy. À ta sao? Còn phí lời, nhanh đi đi. Ngưu Liệu, đưa cô ta lên đường. Ha ha. Ngưu Liệu, hàng không phi thích. Ta nhất định là sẽ quay lại. Người là cô gái nọ nem hay sao?
Ngưu Niệu sau này ném là được rồi, đừng có đá người như vậy, nơi hoang vu hẻo lánh, đá hư giày không có đổi được đâu. Ơm ơm ơm. Cái gì? Không có giày thì cưỡi lên trên cổ cô ta. Ơm cũng được. Đội hình của Dung Khí Giả. Không lâu sau đó, não đại, lệnh pháo hoa chính là do hắn bắn ra. Bắn ra. Hắn đây là chạy nhanh quá, dọa cho tên này mềm nhũn chân ra rồi. Này đừng sợ, ngươi là người của trại Cáp Mô hay sao? Ám hiệu liên lạc là gì, xác thực một chút. Tên Lý Thực, trinh sát bình thường không có tiếng tăm gì cả, tuổi 18. Kỹ năng trinh sát mai phục, thuộc tính ẩn giấu, nhát gan. Trải nghiệm, một trinh sát ở bên ngoài, truyền tin tức vừa mới quay lại, số hiệu là 9527. Ta vừa mới bắn pháo hoa, cô ta đã qua đó bắt ta lại. Vèo một cái thì đến được đây rồi, các người. À, Châu Đen, Thất Phu Kiếm, còn có cô gái nhỏ. Ngươi chính là Đại Đương Gia. Đại Đương Gia, sao người lại đến đây rồi? Ám hiệu, đúng. Đối chứng ám hiệu một chút, ám hiệu của trại Cáp Mô à. Mắt cóc tròn xoe, trừng lên thì nhíu mắt. Thực lực của đội trinh sát ở đội 3 của trại Cáp Mô, số hiệu là 9527. Xin chào Đại Đương Gia. Được, ám hiệu đúng rồi. Rất có tinh thần của trại Cáp Mô chúng ta. Đem tình báo biết được đều báo cáo lại cho ta. Vâng. Đội trưởng Trương Kỳ, Đại Tráng, Lý Lục, Tiểu Thất, Não Đường, Hắc Ngưu, Lưu Nhị. Còn có Lý Thực ta. Đội ngũ của chúng ta tổng cộng là có 8 người. Trương Kỳ, ta ở trên danh sách, Trinh Hầu có gặp qua hắn. Ngươi tiếp tục nói đi. Các huynh đệ một đường đuổi theo Tống Bá Khang đến Kinh Châu. Trong thành đột nhiên xuất hiện một loại chuyện kỳ lạ. Đội trưởng dự cảm sẽ gặp nguy hiểm ở đây. Ta ở trong đội ngũ là nhỏ tuổi nhất, mọi người đều rất chiếu cố cho ta, bảo ta rời khỏi truyền tin tức trước. Cũng vì như vậy, chạy trốn được kiếp nạn kia. Năng lực tình báo của những trinh sát bình thường có hơi yếu. Kiếp nạn, quá là sơ lược, nói trọng điểm đi. Vâng. Một vòng xoáy sương mù đen khổng lồ che phủ thành trì. Không ngừng có tiếng gào và cầu cứu từ sương mù đen truyền đến. Có rất nhiều người muốn chạy trốn. Ta ở trên cao nhìn thấy người đang ở trong, nhưng làm thế nào cũng không đi ra ngoài được. Qua vài ngày, sương mù đen tản ra, người ở trong thành chết sạch, trở thành một tòa thành chết. Hàng vạn đại trận cứ như vậy mà trở thành xác khô, mất hết. Tống Bá Khang đã đem cả quân đội hiến tế hết rồi,